khỏi video này, hãy ở lại đến cuối vì chỉ cần nhờ một vài tip nhỏ mà mình hướng dẫn này thôi thì sẽ giúp cho mái tóc của các bạn nhìn trông bồng bềnh, đẹp hơn. Từ việc đó thì sẽ giúp cho khuôn mặt của chúng mình nhìn trông sẽ đẹp, thon gọn hơn rất nhiều đấy. Thì mọi người có thấy là cái mái của chúng mình ấy bình thường là nó sẽ thẳng xuống như này không? Nhưng mà mọi người có thấy là gần đây thì cái trend ấy thì tóc mái là mọi người sẽ thích mà nó sẽ có một cái độ phồng nhẹ, cong cong rồi hất lên như này ấy. Làm thế nào để có cái mái tóc như vậy? Đầu tiên đấy là các bạn sẽ cần cho bản thân mình một chiếc máy làm xoăn tóc với cái bản thật là lớn. Nếu mà bản to hơn thì nó sẽ tốt hơn ấy. Nhưng mà tại vì nhà mình thì chỉ có máy làm xoăn tóc bản này thôi. Cái này là phi 32. Phi của các bạn nó to ấy, nó sẽ không làm cho tóc của chúng mình xoăn tít lên đâu, mà nó sẽ chỉ làm cho cái tóc của chúng mình có cái gợn sóng tự nhiên thôi. Và cái việc gợn sóng tự nhiên như vậy thì nhìn trông tóc của mình trông nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhìn nó sẽ có một cái sự nhẹ nhàng, nữ tính. Và mình đã nghiên cứu rất là nhiều, mình xem những cái bộ phim Hàn Quốc gần đây ấy, thì mọi người đều rất là thích làm những cái kiểu tóc mà nó có cái độ xoăn nhẹ nhẹ. Những cái chị Hàn Quốc mà nhìn trông đẹp đẹp bây giờ đều như vậy. Thế nên là bây giờ bọn mình sẽ cùng làm nóng máy và cùng làm nhá. Bước 1 thì chúng mình sẽ dùng một cái loại chai xịt, bất cứ một chai xịt nào cũng được, loại là dành chuyên để sử dụng các cái loại máy là hay máy ép tóc ấy. Con gái mà, chúng mình sẽ hay tạo kiểu nhiều. Khi mà tạo kiểu nhiều thì đồng thời với việc là tóc của chúng mình sẽ rất là dễ hư tổn. Thế nên là trước khi làm bất cứ một cái gì thì mình sẽ luôn luôn nhớ là mình sẽ xịt. Đấy, sau khi xịt xong thì mình sẽ chia tóc. Các bạn luôn luôn đặt ở chế độ thẳng này nhé. Mọi người sẽ hay là uốn xoăn kiểu dạng này. Cái loại này thì nó sẽ làm cho cái lọn tóc của chúng mình rất là xoăn luôn, và nó giữ nếp rất là lâu. Còn nếu mà mình muốn làm mà nhìn trông nó kiểu nhẹ nhàng, bồng bềnh ấy, thì các bạn sẽ lấy cái phần máy này nó để thẳng đứng này. Thấy không? Đây là bên làm này, bên chưa làm này. Bây giờ mình sẽ làm hết một bên cho mọi người xem nhá. Tiếp tục lấy tóc, vẫn là để mấy chút thẳng. Mà làm cái này thì nó sẽ rất là nhanh thôi, nó sẽ không làm mất thời gian của bọn mình ấy. Tại vì bình thường là làm bọn mình sẽ phải làm quấn nó lâu đúng không? Nhưng mà cái này thì bọn mình sẽ chỉ để mấy giây thôi, mình thả ra. Phần cuối của cái phần sợi này mình sẽ nhưng mọi người có thấy ấy, bình thường mái của mọi người nó sẽ cần phải cao lên đúng không? Thế nên là nó sẽ hay cao lên, nó phồng lên như này này. Và muốn phồng cao lên như vậy mình sẽ dùng cái máy đặt vào đây. Thế nó sẽ phồng lên. À, bạn sẽ thấy cái phần mái này của mình nó phồng lên như này. Mình sẽ dùng cái lược mình chải ra. Một cái độ xoăn nhẹ. Sau khi xong một bên đã có một cái độ phồng nhất định rồi, mình sẽ làm nốt bên ngược lại. Ok, bây giờ muốn cái phần này nó phồng lên đúng không? Thì các bạn lấy một cái phần máy. Nó phồng lên. Đây, này cũng thế. Cái này hay là nó sẽ phồng lên. Và đây là mái tóc của mình sau khi uốn xong. Nhưng mà mọi người có thấy là khi mà uốn xong như này ấy, thì có một cái điểm trừ là tóc của mình nó có cái phần đầu này nó nhấp nhổm không? Thì mình có một cái mẹo, đấy là mình sẽ dùng phần mắt hoặc là phần chầm hói mà màu nó sẽ là màu nâu đậm nhẹ nhẹ thôi, chứ nó không phải là màu đen nhá. Để mình sẽ chấm lên, mình sẽ dùng này và chấm lên những cái chỗ nó khắp khểnh như này. Đợt này mình khá là chăm dùng tinh dầu bưởi này, thế là cái phần tóc ở phần mái của mình nó mọc ra khá là nhiều và nó hơi lìa chìa một xíu, mong mọi người sẽ thông cảm.
Thì thứ nhất là nó sẽ làm cho cái phần trán của mình nó tròn hơn. Các bạn thấy trán tròn hơn không? Cái thứ hai là nhìn trong mặt của mình, nhìn trong nó sẽ là nó không bị khấp khểnh nữa ấy. Đấy, các bạn thấy nhìn trong cái trán của mình nhìn nó tròn hơn hẳn không? Sau khi được chấm hói. Một vài tip nhỏ thôi, các bạn đã có một mái tóc nhìn trông bồng bềnh, nữ tính và rạng người hơn rồi đúng không? Chúc các bạn sẽ luôn luôn tự tin, tỏa sáng và xinh đẹp rạng người nhé. Tạm biệt.